Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt bút xem Bling Nhung. Bước 1. Lấy tất cả phụ kiện của quầy được để gọn trong túi đựng ra ngoài. Bước 2. Dựng khung mạng nhện lên, đầu có quay nhô lên sẽ là mặt sau. Bước 3. Lắp hai thanh mặt bàn cố định phần khung. Trải tấm mặt bàn ra. Lắp một đầu vào nãy có sẵn ở hai thanh mặt bàn. Và điểm cuối cũng lắp vít vào nãy. Căn chỉnh cho mặt bàn bằng phẳng. Bước 4. Lắp hình ảnh. Lắp một bên hình ảnh vào khung trước. Sau đó căng từ từ sang bên còn lại sao cho hình ảnh được căng đẹp nhất. Móc vào lỗ và xoáy ốc cố định. Bước cuối cùng, lắp tấm chắn. Lắp hai nửa dưới thanh chống vào khung. Nửa trên lắp với thanh thang. Xoáy ốc ra, đặt phần đục lỗ của tấm chắn vào và xoáy lại. Lắp tấm chắn lên khung. Phần dưới dùng dây thít để cố định. Như vậy là chúng ta đã lắp đặt hoàn thiện sản phẩm bút xem Bling Nhung. Chúc các bạn thành công!